bán móc hàm, mà chính phủ thì lại không quy định là giá móc hàm phải bán bao nhiêu cả. Đấy, thì cái việc đấy thì cũng là một cái việc mà phía bên cơ quan quản lý nhà nước cũng phải nghĩ đến. Hiện giá lợn hơi trên thị trường dao động từ 93 đến 99.000 đồng một kg. Tiểu thương kêu lỗ mỗi con lợn hàng trăm nghìn đồng. Còn các doanh nghiệp tham gia vào khâu giết mổ, phân phối thịt lợn cũng than lỗ chục triệu đồng mỗi ngày.